À, trước tiên là chị cho em biết tên của chị ha. À, chị tên là Nguyễn Thị Trang. Dạ, chị Trang hiện tại là ở tỉnh nào? À, chị ở Bác Vài, ở gần chỗ bà Linda, gần Linda nhà ông Khỏe đó, em biết không? À, ở trên Bình Phước á hả? Ở trên Bình Phước hồi đó chị có gặp em một lần rồi đó. À, rồi, hôm À, nay là chị Trang kết nối là để kiếm ai vậy ạ? chị kiếm là mẹ bả, hồi đó bả cho bà chị á, với kiếm hai người lận, với người em trai. Tức Là hồi là, xưa rồi, bây giờ kiếm bà chị với kiếm người em hay là kiếm cả mẹ nữa? mẹ thì ở đây, Vậy là kiếm một người chị và một người em là mẹ cho mất người chị và người em đó. dạ đúng rồi, Rồi. giờ mẹ bắt lắm thì chị muốn kiếm thằng cho mẹ gặp, ý mẹ chị muốn kiếm thằng cho gặp mẹ đó. Rồi. À, cái người chị đó tên gì và sinh năm nào? À, chị đó là tên Lon, À, và sinh năm mấy? sinh năm 71. À, sinh năm 71. Vậy là năm nay 53 tuổi. Dạ đúng rồi. Dạ, và lúc đó là mẹ cho ai? À, mẹ cho mẹ hồi xưa là mẹ mẹ quê mẹ ở Long An, rồi mẹ đi lên trên Đà Lạt, rồi mẹ gặp ba, xong rồi ba là Nguyễn Văn Khang, cái hình chứng minh chị có đưa qua đó. Dạ. À, ba là Nguyễn Văn Khang, xong rồi lúc đó mẹ chị mới có 16 tuổi là gặp ba, xong rồi quen nhau, rồi mẹ chị đẻ cứ năm một năm nọ đẻ ba đứa, rồi mẹ chị kiểu như không có nuôi nổi á, cho người ta. Ừ. Và cho ai chị? Cho ai? Cái người nuôi tên gì có nắm được không? Mẹ nói là mẹ không có biết tên, mà mẹ biết ông đó là làm luật sự, là hồi xưa người ta kêu luật sự á, là bây giờ là luật sư á. Ừ. Luật sư không kêu kêu luật sự ha. Mẹ nói là luật sự, hồi đó mẹ kêu là luật sự nhưng mà bây giờ là ta kêu luật sư á. Hay là mẹ có nói lộn, mẹ mẹ có nói ngọng không, chứ luật sư nói luật sư chứ sao luật sư nói luật sự. Ai biết mẹ nói vậy á, thì kêu ta kêu mẹ kể vậy đó. Chỉ có một cái là trước đây đó thì em nghe người ta nói đó là trước đây luật sư thì người ta kêu bằng thầy cãi. Còn luật còn mà luật sử thì bây giờ em mới nghe. Không thì chị cũng có hỏi luật sự là gì, mẹ nói bây giờ là kêu luật sư á, mẹ nói vậy á. Vậy hả chị? rồi Dạ rồi đúng rồi. rồi cái ông luật sử đó là ở ở Đà Lạt hả? Ông đó ông ở Đà Lạt, mà ông lại hai vợ chồng đó người dân tộc ở trên Đà Lạt á. À, rồi mẹ nói mẹ ẩm ẩm bà chị đó lên, ẩm bà chị đó lên cái người ta thấy chị đẹp, người ta xinh mà mẹ chưa có cho, rồi mẹ mới về mẹ hỏi ý kiến ba, rồi ba mới kêu cho xong mẹ ẩm đi dọc đường á, có một chiếc xe, cái xe mà xe hồi xưa á em, xe gì, xe giống xe 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 hồi xưa mà giống xe thiếp á. À, là bắt đầu chạy từ 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 á, trên xe đó là có bốn người để chở mẹ ra đi ẩm, một bắt kêu mẹ lên xe, xong rồi cái bắt đứa con chạy đâu một khúc tới, mẹ nói tới đường, cái đường gì, Rồi. cái đường mà gần nhà thờ con gà đó, Dạ. đường là nhà thờ nhà con gà đó, cái chợ kêu cái chợ, mẹ nói Rồi, cái chợ rồi chị rồi, được hơi. rồi. Ok chị nghe em hỏi nè. Chị nghe em hỏi cơ bản nè, nhưng mà rút cuộc là cũng cho ông thầy luật sự đó đúng không? Nhưng mà ông đó không có ẩm, ông đó xin nhưng mà ông sai lính ổng á, trên xe mẹ nó có bốn người, xong rồi bỏ mẹ, kêu mẹ lên xe, xong rồi cái đầu đi một đoạn bỏ mẹ xuống rồi lấy đứa bé nhỏ đi luôn, mẹ nó kể vậy đó. Vậy là do cái sự chỉ đạo của ông luật sự đó. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi đó. Rồi, và lúc đó đó thì chị Hoa của chị được mấy tuổi và vào năm nào vậy? Chị có nắm được không? Thì năm 91 thì lúc đó chị được 2 tuổi mấy gì đó. Ủa? Thì sinh chị Hoa đó là sinh năm 1971. 71 mà lúc đó chị được 2 tuổi mấy gì đó. À, đâu phải là 91. Không, 71. Sinh năm 71 nhưng mà cho năm nào? À, cho năm thì được 2 tuổi mấy, chị cũng không biết năm nào á, Ồ, được hai.
vậy là 73, 74 gì đó. Đúng đó. Không, mà 74 là chưa chị, chưa có 72. bầu chị. Là 72 cơ đó. Thì 72 hoặc là 73 thì được hơn 2 tuổi, 2-3 tuổi. 72 hay 73? Không, 72 thì có ông anh rồi. Chắc 77, mẹ nói có 9 tháng à. Ồ, vậy là 9 tháng thì coi như là cũng 71 hoặc là 72. Ok. 72 thôi. Ok chị, đại khái vậy đi. Rồi ngoài chị Hoa ra đó thì cho ông luật sự, rồi còn ông anh nữa thì cho ông anh nữa hay là cho ông em, người em của chị? Rồi sau này á, là mẹ ở trên Đà Lạt rồi ba mẹ mới bỏ nhau. Nói chung là ba mẹ mới bỏ nhau. Xong mẹ mới về thành phố Hồ Chí Minh á. Rồi Rồi rồi. quen cái ông đó tên ông Hiền. Dạ, chị kể đi chị nói đi chị. Mẹ mới quen cái ông đó tên ông Hiền, xong rồi có bầu xong rồi đẻ cái em đó ra tên, là mẹ đặt tên là ở nhà kêu bằng thằng cu. Mẹ kêu là thằng cu mà tên mẹ đặt á, là tên Cường. Cường xong rồi cho người ta như người ta đặt tên Đức cái gì á em. Rồi, và anh Cường đó thì là cho ai ở đâu? Ở chỗ gặp hát Hòa Bình á, chợ Hòa Bình luôn, Rạp hát Hòa gần Bình ở Sài Gòn á ở Sài Gòn Thủ Đức á, ở gần gần Thủ Đức á. Rạp hát Hòa Bình là hình như nó nằm ở đường 3 tháng 2 mà chỉ ở trong quận 10 mà. Mẹ kêu là mẹ nói là ở gần gần cái đó đó, gần gần chỗ chợ chợ Hòa Bình á, mà ở đó gần cái gặp hát luôn, mẹ nói vậy, mẹ kể vậy đó. Vậy rồi, rồi anh Đức là sinh năm mấy chị? Anh Cường là sinh năm mấy chị? Sinh năm 75. À, sinh năm 75. Và cho anh Cường năm nào? Lúc anh Cường bao nhiêu tuổi? Chắc cho 76, mẹ mẹ nó có 8 9 tháng à. À, cũng cũng trạc tuổi của chị Hoa luôn. Là đúng. Và cái người Nhưng nhận. mà có đặc điểm gì nữa cũng vậy, lúc mẹ đi cho mẹ dẫn theo chị với ông anh nữa. Dẫn theo mà cái bà đó là tên là ta kêu là bà Sáu Lộc, cái bà sinh á. Cái người nuôi là tên là bà Sáu Lộc hả? Đúng rồi. À, mà sao quen biết bà Sáu Lộc và có liên quan như thế nào mà cho bà Sáu Lộc? À, có cái bà đó tên là bà Hai á, bà thứ hai buôn bán chợ trời với mẹ đó, quen cái bà đó cần sinh con rồi bà đó giới thiệu. À, giới thiệu cho bà Sáu Lộc. Sẽ giới thiệu cho bà Sáu Lộc. Và có biết là bà Sáu Lộc quê quán ở đâu và nhà lúc đó ở đâu không? Mẹ nói ở gần gặp hát Hòa Bình đó, cái đường đi vô mà có gần bến bến phà, gần bến phà, ở gần bến phà. Vậy thì không biết là Hòa có còn rạp hát Hòa Bình nào nữa hay không? Còn rạp hát Hòa Bình ở trong Sài Gòn thì không có rạp hát nào mà gần bến phà hết đó. Nằm trong trung tâm Sài Gòn mà làm sao có phà nào ở đó? Không, ý là mẹ nói cho gần gặp hát Hòa Bình, còn nhà cái bà đó là trong cái hẻm đi vô cái đường đó, đường gần nước, gần gần con kinh á, mẹ nói Vậy hả chị? Thôi thì em cứ cập nhật thông tin theo cái sự chia sẻ của chị, còn theo như em được biết thì ở đó không 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 có kênh nào ở rạp hát Hòa Bình hiện tại đâu, và cũng không có con phà nào ở đó cả, và cũng có thể rằng là cho thì cho ở đó nhưng mà nhà của bà Sáu Lộc có thì là có thể ở một cái địa điểm nào đó gần cái phà, có thể là như vậy. Chứ còn ở ở chỗ rạp hát Hòa Bình mẹ. thì không có đâu. Cái địa điểm gần con sông mẹ nói vậy á, cho gần gần chợ Hòa Bình á, cho thì cho gần chợ Hòa Bình, cái nhà bà đó là gần con sông. Thôi được rồi, vậy thì gia đình của bà Sáu Lộc rồi có ai tên gì nữa chị có nắm được không? Có nghe nói không? Gia đình của bà Sáu Lộc thì không biết tên, chỉ là tên của ổng kêu ông Sáu bà Sáu Lộc thôi, chứ không biết tên ai hết. Thôi vậy cũng quý rồi. Và
Và anh Cường khi cho là về nhà người ta nghe người ta kể lại là đặt lại là tên Đức hả chị? nè, nói chị nói câu này nữa đứng vậy ơi. Lúc đó cái bà hai đó, rồi bà cũng buôn quán đồ cũ với mẹ chị, xong rồi bà cũng ở gần đó, gần cái xóm đó. Dạ rồi, ok chị, rồi em đã ghi nhận được thông tin như vậy rồi, rồi có ai lên tiếng thì em báo cho chị biết nha. Rồi rồi rồi, với lại người ta cái bà chị em lên nói vậy nè, với có đặc điểm vậy nè, lúc mẹ chị dẫn chị với ẩm em đó đi, xong rồi tới cái nhà của bả đó là bả có một đứa con nữa, bả có đứa con mà không biết con trai hay con gái nằm ở trên cái võng, xong mẹ vô mẹ ẩm vô mẹ mới mệt quá mẹ nghỉ mệt, xong mẹ bỏ em nằm trên cái võng á cho em ngủ ở đó. Xong rồi mẹ mẹ người ta mẹ mẹ năn nỉ người ta xin em, nói em bệnh quá nuôi giùm, mà người ta không có xin em, người ta xin chị, người ta xin là xin chị chứ không có xin em đó, nhưng mẹ không cho mẹ. Mẹ nói thôi nuôi giùm thằng này đi, nó bệnh lắm, nếu mà không tôi điều kiện không có ở ngoài đường á, không có nhà cửa mà không có chồng nữa, rồi tôi nuôi nó cũng chết, năn nỉ người ta nuôi giùm. Tội nghiệp quá ha. Là mẹ nói vậy đó, khổ lắm, không mà người ta xin là xin chị chứ không có xin thằng đó, không có xin em. Rồi Ta em đã nắm được câu chuyện rồi. tại nếu mà em mà kiếm được giùm á thì người nào mà biết cái sự thật như vậy á thì chị hỗ tả cho 10 triệu. Rồi, ok Còn hai chị. không tin 10 triệu hết. Rồi, ok nha chị. Rồi có ai lên tiếng em báo chị hay nha. Em gắng kiếm giùm mẹ chị, giờ bà cũng yếu lắm, bà nằm hồi sáng em điện cho chị xuống mẹ chị chăm sóc mẹ chị chứ, ngày nào cũng phải xuống vậy đó. Rồi, Ở ok nha mẹ chị nha. gặp mặt đó, mẹ khóc hoài à, Tội nghiệp mẹ ha. nếu kịp chứ không rồi, để mẹ chị mất đó mẹ chị yếu lắm. Rồi, ok chị, hy vọng là đủ duyên thì chị và em có chị nghe được câu chuyện này thì có ai lên tiếng thì em kết nối với chị nha. Bye bye chị. Có gì ba em điện em nhắn tin cho chị nha, em điện Rồi, trước tiên là cô cho con biết tên của cô ạ. cô tên là Đinh Thị Minh Thu, đang sinh sống tại Bình Phước, Tuấn Vĩ chào cộng đồng trong và ngoài nước theo dõi chương trình Tuấn Vĩ kết nối yêu thương. Chúc may mắn, bình an và hạnh phúc đến với mọi nhà. Rồi hôm nay cô Thu kết nối là để kiếm ai cô Thu? Đang kiếm ba là Nguyễn Văn Sướng ở Cần Giuộc, Cần Đước, Long An. Nguyễn Văn Sướng hả cô? Sướng, Sướng ca. Sướng, Sướng ca và vậy có biết tên của có biết năm sinh của ba cô không? Ông sinh năm 1934 ạ. Và hồi đó thì là cô thất lạc ba của cô trong cái tình huống như thế nào? Khi ba với mẹ gặp nhau là ở Cam Ranh. Ở đó đó sinh sống ở đó tới đầu năm 75 á là ba nó về Sài Gòn rồi từ đó thất lạc luôn ạ. Vậy là ba ba đi lính hả cô? Ông làm bên chế độ cũ là ti xã hội, bên ti xã hội á. Vậy đó hả? Rì rì ba mẹ quen biết nhau là ở ngoài Cam Ranh. Ở Cam Ranh. Rồi quê mẹ ngoài đó hả cô hay sao? Không, mẹ ở Quảng Ngãi, quê Quảng Ngãi nhưng mà đi di tản vào đi chứ gì di cư. Đi di cư trong trong Cam Ranh rồi gặp ba là làm bên ti xã hội đó, là ở đó. Vậy rồi ngoài tên của ba ra thì có nghe mẹ kể là trong gia đình của ba có ai tên gì nữa không thì cô có biết không?
Hồi khi đó là khi ở Cam Ranh đó là ba có ông anh tên là Thiểu, có ông anh trai tên là Thiểu mà con của ông hai hoặc ông ba gì đó, gọi là chú Mười, gọi ba là chú Mười. À vậy hả? Nếu Dạ. vậy chắc là em kêu chị Thu bằng chị chứ ha? Chị là chắc sinh năm sáu mấy bảy sáu mấy? À, Chị sinh năm sáu mấy? năm tư, cô sinh năm tư chứ, 70 rồi. Ồ sinh năm 54 vậy thì hồi đó ba đi lính thì là phải là lính chế độ của Pháp hả? Dạ đi, ông gặp lại mẹ, ông là đời hai của mẹ. À, Dạ. cô hiện giờ là cô 70 tuổi, 71 tuổi à. Dạ, nhưng mà đại ý là nếu vậy thì là ba đi lính thì chắc là hồi đó ba đi lính Pháp chứ đâu phải là lính Việt Nam Cộng Hòa đâu hả? Ông đâu là Việt Nam Cộng Hòa chứ, không phải đi lính, nhưng mà kêu ra ông là ở bên cán bộ Dạ. cứu trợ vậy đó, giống Dạ vậy đó. dạ dạ bởi vì là theo như con được biết á, thì là nếu mà gọi là đi lính Việt Nam Cộng Hòa là từ khoảng năm 1964 về sau này cho đến năm 1975, còn trước đó thì chắc không phải. Dạ. Dạ ông là bên cán bộ trợ Dạ cấp dạ. Dạ dạ. dạ Dạ. Rồi vậy là chú Thiệu này kêu ông Sướng bằng chú hả? dạ anh Thiểu, nếu mà vai vế thì kêu là anh Thiểu, là gọi ba Sướng là chú Mười. Dạ À, như kêu vậy bằng đó. chú 10. Dạ. Dạ. Chỉ biết vậy. Bởi vì ba là trước đó cũng có đời mẹ lớn ở quê rồi, rồi Dạ. đi ra ngoài đi làm thì mới gặp mẹ tôi ở Cam Ranh. Dạ dạ. Rồi, con mẹ của cô là tên gì? Phạm Thị Hoa. À, Phạm Thị Hoa. Dạ. Dạ. Vậy thì gọi là trong câu chuyện của cô đó có thể để mà gặp cha thì là cái chuyện hơi khó vì cha đã lớn tuổi rồi, thì nếu mà có may mắn thì có thể là bên nội và các con của cha có nghe được á thì kết nối gọi là cho cô kiếm được bên nội thôi, chứ còn kiếm được cha thì chắc là hy hữu lắm, không còn đâu, chắc không còn. Hy vọng còn may mắn. Dạ. Ờ, thì bây giờ mình cứ cầu may đi rồi tới đâu thì mình đón nhận tới đó. Dạ. Rồi vậy câu chuyện của cô thì con đã nắm được rồi, rồi có ai mà có cha ông tên là Nguyễn Văn Sướng và trước đây có đi lính ở Cam Ranh và có Không những cái phải đặc đi lính, à quên à, trước ông đi làm, ông đi à, làm cán bộ. à đúng rồi đúng rồi. Dạ. Và nếu có ai có gia đình mà có đặc điểm như vậy rồi ai lên tiếng thì con cho cô hay. Dạ. Nếu mà ai mà biết cái tin, được cái tin đó thì với tôi cũng xin hậu tạ 10 triệu. Ở trong Dạ. đó là gửi bên chương trình của Tuấn Vĩ kết nối yêu thương đó là 5 triệu, và cho người báo tin là 5 triệu. Dạ cô. Rồi vậy nha cô, rồi có ai lên tiếng thì con báo cô hay nha. Chào cô nha. Dạ dạ Cảm dạ. ơn Dạ Tuấn dạ. Vĩ, cộng đồng. Dạ dạ. Rồi trước tiên là chú cho con biết tên của chú ạ. Trần Văn Chí. À Trần Văn Chí, hiện tại là chú ở tỉnh nào? Bây giờ tôi đang ở tỉnh Đồng Nai. Dạ hôm nay chú Chí kết nối là để kiếm ai chú? Tôi kiếm bà chị thất lạc, bà chị là tên là Trần Thị Hoa. À Trần Thị Hoa là sinh năm nào chú ạ? Nó vào khoảng năm 2, năm 3 gì đấy. À và hồi đó là cô Hoa thất lạc là lúc cô Hoa bao nhiêu tuổi? Lúc bây giờ khoảng cỡ 1 tuổi thôi, tại vì lúc bây giờ là bố mẹ bị bất bình, cho nên là mẹ mới đưa cho cái bà chị này ở một cái tiệm vàng ở gọi là Hạnh Phúc gì ấy, ở cái phố Hành Thiện mà vào cái đường vào giáo phận Bùi Chu bây giờ ở Nam tỉnh Nam Định nhé. À Đó. dạ Thì sau và khi
cho tiệm vàng đó là tiệm vàng của gia đình ai chú? Cái gia đình Hạnh Phúc, tên Hạnh Phúc. À, tiệm vàng Hạnh Phúc, còn cái người nhận nuôi là không không cụ thể là tên tên gì hả chú? Mà nhưng mà chắc là chủ tiệm vàng đấy. À, tiệm vàng Hạnh Phúc ở ở Bùi Chu hả chú? Vâng. Bùi Chu Nam Định. Bùi Chu Nam Định. Dạ, vậy là lúc đó chị của chú thì chắc mới được đâu khoảng tuổi hả chú ha? Cỡ một tuổi thôi ạ. À. Dạ, vậy rồi sau đó thì có nghe tung tích gì không, có mình có qua lại có thăm hỏi này kia không chú? Thì đến lúc mà sau khi mà mẹ tôi về nhà ấy thì bà ngoại nhất là nói là phải đưa cháu về, đưa chị tôi về, thì là đến lúc mà thuyết gia đình thuyết phục thì mẹ tôi lên thì người ta không có trò chuộc nữa mà người ta giấu. Dạ. Rồi từ đấy đi thì là không có cái tông tích gì nữa. Rồi đến sau năm giải phóng thì mẹ tôi có vào trong miền Nam ở, nhưng bây giờ mẹ tôi cũng qua đời rồi. Thì có gặp mà kiếm được bà chị tôi ở trên thành phố Biên Hòa. Và cái địa điểm là chỉ biết là ở thành phố Biên Hòa, đến đấy, đến cái nhà đấy được 2 lần. Thì họ biết là nội chuyện rồi họ chuyển đi đâu nữa, thì từ đấy đến bây giờ là mất tích. Không có liên lạc được nữa. Vậy là mãi cho đến sau này vô Biên Hòa rồi đôi bên vẫn đang còn kiếm và vẫn còn nghe tung tích ở trong Biên Hòa. Mà mẹ tôi còn gặp lại chị tôi được 2 lần. À. Cái chủ nhà đấy thì họ biết là nội chuyện cho nên là người ta chuyển đi đâu nữa thì chúng tôi cũng không biết nữa. À, và cái lúc ở trong Biên Hòa là khoảng năm nào và lúc đó chị được bao nhiêu tuổi rồi chú? Nếu mà tính đến sau giải phóng thì năm 77, 78 rồi. Dạ. Vâng. Vậy là lúc đó để coi chị của chú là sinh năm 1953 hả chú? Vâng, mà cái khoảng 52, 53 gì đấy. Dạ, vậy là lúc đó cũng 24 tuổi rồi đó chú. Vâng. Nếu mà năm 77 thì là lúc đó được cũng khoảng 24 tuổi rồi, cũng lớn rồi. Vâng. Dạ. Rồi vậy thưa chú là ba mẹ của chú tên gì? À, ba thì Trần Văn Hiện. Dạ. Qua đời rồi, còn mẹ là Lâm Thị Nữ. Lâm Thị Nữ. Lâm Thị Nữ. Dạ. Dạ dạ. Ừ, rồi trong gia đình thì có được đông anh chị em không? Thì gia đình hiện bây giờ là được, nếu mà tính cả bà chị đấy nữa là tất cả là 6 người, bà chị cả thì bị đạn chết khoảng 54 gì đấy, mà 54, 55 gì ở dưới bốt Quần Phương ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Rồi là đến còn được chị đấy với lại 4 anh em trai nữa. Dạ, ý cô muốn hỏi là tên gì để rồi đôi khi ví dụ như chị cũng nghe phong phanh để chị nhận ra đó. Ví dụ như là cha mẹ thì tên như vậy rồi, còn anh chị em trong gia đình thì ai tên gì này kia thì chú có thể nêu lên được không? Vâng. Tôi là Trần Văn Chí. Còn chú thứ hai là Trần Văn Thiết. Chú thứ ba là Trần Văn Nguyễn. Chú thứ bốn là Trần Văn Thọ. Dạ. Rồi, qua câu chuyện của chú thì cũng hy vọng rằng là cô Hoa nghe được câu chuyện này, rồi cũng mong được cái sự tạo điều kiện của từ bên gia đình nuôi cô Hoa cho gia đình chú có thể còn gặp lại nhau. Rồi có thể là con của cô Hoa nghe câu chuyện này thì cũng có thể nhận diện ra được câu chuyện. Rồi ai lên tiếng thì con báo cho chú biết. Vâng. Dạ. Rồi vậy nha chú. Rồi chú có muốn trao đổi điều gì thêm không? À, thế bây giờ thì tôi cũng mong muốn là anh chị còn sống thì các chị còn sống thì để mong để anh em đoàn tụ, sum họp gia đình. Mà cũng tôi cũng trên đây thì tôi cũng nhờ chương trình anh Tuấn Vũ Vĩ đó thì cũng giúp gia đình chúng tôi, nếu mà được kết quả như mỹ mãn thì tôi sẽ hậu tạ cái người mà giới thiệu chị ấy cho chúng tôi được gặp nhau thì 10 triệu và tôi ủng hộ cho chương trình là 10 triệu là tính là tổng là 20 triệu tiền Việt Nam. Dạ dạ chú. Rồi ok chú, rồi con sẽ cập nhật lên, rồi có ai lên tiếng thì con báo chú hay nha.
Dạ vâng. Thì Dạ. tôi cũng nói chú thông cảm như vậy, là tôi bây giờ cái điện thoại thì cũng xài nó cũng không có rành, cái nãy chú nhắn tin cái thì có tiếng chuông thì tôi mở mở nộn đâm ra Dạ. cứ phải nhờ con nó làm đi làm lại cho. Dạ, không sao chú. Rồi con chúc sức khỏe chú nha. Con chào Vâng, chú. rồi cảm ơn chú, chúc chương Dạ. trình là nhiều thành công tốt đẹp. Dạ dạ Vâng, cảm vâng. ơn chú nha. Xin chào Dạ. chú nhé. Dạ.